Rồi mình leo lên cái cân anh coi thử này bao nhiêu. Cái cân này không có đủ không? Hả? Cái cân này không có đủ. Không, cân này không đủ à? Dạ, cái cân này có 100 kg à. Cái phải cân bằng cái cân điện tử. Cái cân của phòng gym có 100 kg à. Em cứ leo lên coi thử coi. Rồi gãy kim ta anh đền nha. Gãy kim đền, gãy kim đền cho. Hân hoan chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, mình đang đứng trước căn nhà của người vợ siêu dễ thương thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thì bây giờ là 6 giờ sáng, người vợ siêu dễ thương sẽ được chồng mình dẫn đi đến phòng gym để tập nhằm giảm cân. Thì hiện nay người vợ siêu dễ thương đã 140 kg và ước mơ của cô ấy là giảm xuống dưới 100 kg ạ. Thì mời các bạn xem cái video này để chúng ta biết được cái nỗ lực giảm cân của Ngân thì như thế nào ạ. Chào Ngân, anh thấy là nay là như hàng em làm ba ký em mắm ruốc gì nhiều quá trời nè. Sau khi mà lên kênh Độc Lạ Bình Dương thì bà con của bác là gọi ủng hộ mua hàng của em nhiều không? Dạ nhiều. Em mong là bà con ủng hộ em nữa để em có tiền đi tập gym. Bữa qua là nhận được bao nhiêu cuộc gọi? Nhiều lắm, tầm khoảng 200 cuộc gọi. Trời ơi. Bà con sống ở đâu đặt hàng? Dạ, khắp trên Việt Nam luôn. Trời ơi, dữ ha. Thì đây là mấy cái hũ mà ba khía hả? Dạ, cái này là ba khía em làm, còn mắm ruốc hôm qua em đã gửi đi hết rồi. Ồ, đôi giày đẹp quá ta. Giày này mua nhiều rồi nha? Dạ, 300. Mềm xèo luôn. Mềm xèo luôn á. Đi thoải mái. Kính thưa các bạn, anh Thanh, chồng của Ngân, đang chở Ngân đến phòng gym. Thì sau khi chở cô vợ mình đến phòng gym tập để giảm cân thì anh Thanh sẽ đi làm. Công việc của anh Thanh hiện nay là làm thợ sơn nước các bạn. Các bạn thân mến, thì Ngân như mình nói là hiện nay có số kg là quá dư thừa. Tuy nhiên cái việc mà giảm cân đối với Ngân cực kỳ khó, bởi vì công việc của Ngân á, là buôn bán hàng rong, thu nhập rất là bấp bênh. Trong khi mà việc giảm cân theo Ngân kể là ngoài chi phí đóng cho phòng gym, chi phí đóng cho huấn luyện viên, và Ngân phải tốn một chi phí rất là lớn, đó là chi phí dùng thực phẩm cho người thừa cân. Tổng chi phí hàng tháng mà Ngân chi ra cho việc giảm cân khoảng 10 triệu. Chính do cái chi phí cao như vậy nên Ngân thường xuyên phải ngưng tập khi mà thiếu tiền. Mới vợ vô tập đây, hôm nay chở vợ đi để anh cổ vũ tinh thần. Bữa giờ thì hai vợ chồng lô bô á, buôn bán thế này kia tại không có kinh phí á. Bây giờ là mọi người ủng hộ em rồi, em có đủ phí đi đóng phòng tập thì em tập để duy trì sức khỏe. Bình thường là em tự đi đến phòng gym đúng không? Dạ. Thì hôm nay thì chắc ông xã là chở đi để cổ vũ sau những ngày mà gián đoạn đúng không? Dạ. Mấy bữa đầu thì em mệt dữ lắm, về nhà là đau tay đau chân thì ông bóp tay bóp chân cho em. Chưa, hay ta. Đau lắm á anh, đau dữ lắm luôn, không phải là tập đơn giản đâu. Thôi bây giờ anh Thanh đi làm ha. Rồi.
xoay sẵn mặt mày thôi. Xoay sẵn mặt mày luôn à. Buổi em tập từ tầm tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi nè. Hôm nay em được đi tập lại là nhờ các cô chú anh chị, các bạn trên kênh của anh Phú, kênh Độc Lạ Bình Dương ủng hộ mắm và ba khía cho em mới có điều kiện đóng phòng tập em đi tập lại. Điều đầu tiên là em muốn tập lại cho khỏe thôi. Còn chuyện mà tập để sử dụng dinh dưỡng này kia thì em từ từ em tính sau. Là em nghỉ tập bao lâu à? Em nghỉ tập khoảng 5 tháng. 5 tháng hả? Trời, 5 tháng mà giờ tập lại chắc mệt lắm đúng không? Mệt lắm anh, mệt đừ người luôn á. Thường là các bạn sẽ hỏi em là sao không giảm cân đi, ăn ít lại là ốm thôi, ăn rau nhiều là được. Nhưng mà mấy bạn không có hiểu được cái môi trường của em là em phải làm việc. Nếu em ăn rau á thì em không đủ sức để em làm việc. Mà nếu như mà em ăn thức ăn mà để em đủ sức á thì em lại không có kinh phí. Em đành phải ăn cơm thôi. Thì cái cuộc sống của mỗi người nó sẽ khác nhau. Em chắc chắn là em sẽ muốn ốm để đẹp cho bản thân em rồi. Em cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm em, là kêu em ăn ít lại hay là cái gì đó. Có nghĩa là mọi người cũng quan tâm em. Thì mọi người mới nói như vậy, nhưng mà thật sự là chưa có hiểu lắm về em. Cũng như kêu là em có thể là ăn rau hoặc là ăn bớt lại để đi gym. Nhưng mà khi mà các bạn đi gym, các bạn ăn không đủ, ăn không đúng, thì khi mà ốm xuống các bạn sẽ bị nhăn da và bủng rủng tay chân, tập không nổi. Vẫn ăn, vẫn no, nhưng mà ăn đúng. Thì có nghĩa là cái kinh phí nó sẽ cao. Còn như em thì giờ em về thì em cũng phải ráng ăn để cho đủ sức để em làm thôi. Nhưng mà em vẫn tập để em giữ được sức khỏe. Anh hỏi tí này là em muốn nói với anh là trước đây em từng tập gym mà giảm được tới 20kg hả? Dạ, 20kg. Là từ bao nhiêu xuống bao nhiêu? Từ 140 xuống 120. Rồi cái sau đó là do là thiếu kinh phí đúng không? Dạ, thiếu kinh phí em nghỉ. Nghỉ rồi nó lại lên 140. Dạ. Rồi mình leo lên cái cân anh coi thử nay bao nhiêu. Cái cân này không có đủ không? Hả? Cái cân này không có đủ. Không, cân này không đủ hả? Dạ, cái cân này có 100kg à. Cái phải cân bằng cái cân điện tử. Cái cân của phòng gym có 100kg à. Em cứ leo lên coi thử coi. Rồi gãy kim ta anh đền nha. Gãy kim đền, gãy kim đền cho. Trời ơi, anh này, nè không có dám bước đâu nè. Đó, con 110 à. Có một chân thôi đó. Mới một chân mà 110 rồi các bạn. Trời ơi, vậy đây để tìm cái cân mà cân em cũng hơi khó ha. Dạ, nhiều khi mấy bạn cũng nói thì mình đi tập gym bình thường thôi. Không cần PT, muốn PT làm gì để cho nó ăn. Nhưng mà không phải như vậy. Nếu như vậy thì không sinh ra PT để làm gì rồi. Huấn luyện viên á. Đúng rồi, không sinh ra huấn luyện viên để làm gì rồi. Nên họ bày một cái giáo án cho mình chính xác. Mỗi ngày tập gì, nhưng hôm nay em là em bày đập tay. Em sẽ đập tay không. Nếu như mà các bạn, em chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ. Nếu như mà các bạn vô một ngày các bạn tập nhiều thứ, các bạn rã rời, không còn sức đi tập nữa. Một ngày một bài tay hoặc bụng hoặc chân hoặc ngực hoặc xô. Tôi tập xong á là mấy giờ em về em đẩy xe đi bán thường á? Thường á là em sẽ đi tập khoảng 5 giờ. Em tập tới 6 giờ 6 rưỡi. Em về em sửa soạn trái cây, xe trái cây này kia này, 10 giờ em bắt đầu em đẩy ra. Tại ra sớm quá thì phường cũng đi đó, khoảng 10 giờ em đẩy ra. Hồi trước á em tập 10 triệu một tháng đó, em duy trì được 4-5 tháng á, là em dồn hết tất cả những gì em có rồi. Rồi á, là nợ dí em á. Nợ dí em, nợ dí em. Tại vì biết em tập gym đồ, chắc chắn là có tiền rồi đó, thấy em mướn huấn luyện viên nữa. Nhưng mà em cũng nói với người ta là em cũng năn nỉ, em nói là thông cảm cho em. Tại vì cái ước mơ của em là muốn ốm vậy đó, rồi cái khoản tiền đó em sẽ trả từ từ. Cố gắng cho em. Thì có người người ta cũng đồng ý, có người ta cũng dí, người ta chửi dữ lắm. Thì mình cũng phải, tại mình thiếu người ta, mình phải cố gắng mình trả từ từ. Tức là sao? Tức là trước đó là em đã mượn người ta mấy chục triệu đúng không? Để xoay sở ở một chuyện khác đúng không? Chuyện buôn bán em bị thất bại. Có nghĩa là hết hàng nhưng mà chợ thì ế.
rồi mình lại phải chi phí mỗi ngày. Rồi lúc đó em cứ đu bám theo cái buôn bán đó thì em nghĩ là nó sẽ nuôi sống mình, mà mình phải bán hàng mới có tiền xoay sở, thì em mượn để em lấy thêm hàng thì em bị dính cái khoản đó. Rồi cái chưa kịp trả cho người ta thì mình lại cứ quyết tâm mình giảm cân này, mình đầu tư vô tập gym đúng không? Dạ, em thì... thiếu khoảng tầm một năm. Là thiếu bao nhiêu tiền? 80. 80. Dạ. Rồi cái hiện nhiều nay... người chứ không phải là một người. Nhiều người. Rồi cái thiếu nợ dữ quá rồi nên không có đi tập gym được nữa đúng không? Dạ. Là nghỉ đến 5 tháng rồi. Dạ, với lại nhiều khi buôn bán cũng ế rồi anh. Với lại bây giờ cũng đổi nghề rồi, cũng bị phường dí này kia thì cũng không có đủ chi phí. Bây giờ là em không có lo chuyện nợ nữa, nợ thì người ta cũng cho góp từ từ, hoặc có thể là trả sau cũng được. Nhưng có một số thì bắt trả, em lo là lo cái chuyện phòng trọ thôi. Không có phòng trọ là mình ra đường. Ủa mà ông xã mà đi làm đó là làm sân nước đúng không ạ? Dạ, làm sân nước. Tha một làm là làm tính tiền công ngày bao nhiêu? Ngày 550. Một tuần làm 5 ngày. Thì cái tiền đó sẽ là gọi là chi phí vô phòng trọ. Chi phí vô tiền ăn hàng ngày hoặc là tiền đổ xăng. Còn cái tiền của em có bán được hay không á thì em sẽ dành cái phần tiền đó ra để trả vơi bớt cho cái người nợ. Còn không bán được á thì hẹn người ta, tại vì chắc chắn là tiền phòng trọ là không dám lấy ra trả. Nhưng mà anh hỏi là với như hôm qua giờ em nói là nhận được 200 cuộc điện thoại mà từ độc giả, từ những khán giả xem kênh Độc Lạ Bình Dương. Dạ. Thì trong 200 cuộc gọi đó thì bao nhiêu người là đặt hàng? Hôm qua em gửi đi được 17 cục hàng. 17 cục hàng hả? Dạ, có nghĩa là mọi người cũng muốn mua của em, nhưng mà em kêu mọi người nạp cho em một cái cạc 50 để cọc lại, để em chắc chắn. Tại vì anh biết sao không, nhiều quá, nhiều khi có người ta cũng vẫn chơi với mình. Nếu mình gửi đi, người ta không nhận á, thì mình sẽ trả luôn cái tiền phí gửi đi và gửi về để mình lấy lại cái cục hàng đó. Thì nó sẽ tốn tiền gấp đôi, gửi đi 35, gửi về 35, tốn 70. Thì em phải nhận của người ta là cái cạc 50 để người ta biết là mình đã cọc nó 50 rồi mình phải lấy. Thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn nếu như mà hôm qua em không có nhận cạc 50 á, thì em sẽ gửi được đi rất là nhiều đơn luôn. Nhưng mà khi em nói đến cạc 50 người ta không gửi, thì những người không gửi đó thì có nghĩa là người ta có thể cũng giỡn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai, hoặc là người ta cũng nghĩ là sợ em lừa người ta. Nhưng mà em mong là mọi người hiểu rằng là anh Như Phú ở trên kênh Độc Lạ Bình Dương qua em như thế này là em sẽ không lừa mọi người đâu. Với lại 50.000 em đâu có lừa để làm gì. Và lại em cũng muốn bán hàng đó, nên là em lừa mọi người thì em đâu có bán được nữa. Bây giờ anh hỏi hơi tiếng dậy, nếu như hôm qua bán 17 hũ thì dạ, em có thể là lời được bao nhiêu? 17 hũ để em coi 10 hũ là 1.500.000, 20 hũ là 3 triệu đi. Thì trong 3 triệu đó em lời được 500. Cái gì? Có 17 hũ mà lời được cái 500 ngàn hả? 3 triệu mới lời được 500 nha. 3 triệu mới lời được 500 hả? 17 hũ là chưa tới 20 hũ đâu, 20 hũ mới là 3 triệu. 1 hũ là 500 gram. Dạ. Chứ bây giờ em lời nhiều quá, hàng mắc người ta đâu có mua. Mình phải bán với cái giá mà đúng, người ta cảm thấy là vừa túi tiền người ta mua được, mình lợi ích cũng được, nhưng mà người ta sẽ ủng hộ mình dài lâu hơn. Thì mình sẽ bán được cho mọi người dài lâu hơn. Còn nếu như mà bây giờ mình cứ nghĩ là mình được anh Như Phú quay lên rồi mình bán với giá cao thì mọi người sẽ mua thử một lần vì tò mò thôi. Nhưng mà em muốn mọi người mua vì ngon. Đó, với lại hợp túi tiền, mọi người mua mà đồng ý mà vui á, thì em cũng sẽ vui hơn. Vui hơn là khi mà mua về với cái giá quá cao. Ví dụ em bán 300 ngàn một ký, mà nếu như em là một người khác, em nghĩ là mình đang nổi tiếng thôi, mình bán 600 đi, mua 600 về người ta nói thì cũng ngon mà quá mắc, ví dụ vậy. Hoặc là thì cũng được thôi, hay là như thế nào đó. Em muốn cái cảm giác đó là mắm nhỏ này ngon ghê, 300 được nè, ổn, kệ, lần sau mua ủng hộ nó nữa. Các bạn ai mà muốn tiếp sức, tiếp lửa cho nỗ lực giảm cân của Ngân thì có thể là ủng hộ Ngân bằng cách là đặt mua mắm ruốc và ba khía, đúng không Ngân? Một hũ ba khía, một hũ mắm ruốc bán giá nhiêu, gút giá lại coi.
Dạ, một hũ ba khía và một hũ mắm ruốc 500g là 150.000. À. Tiền ship cho toàn quốc là 35.000. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.